Xem nào, chú anh Phòng làm cái cây sang cửa này liệu là có thẳng không? Đây là làm đúng như thợ đấy anh Phòng nhỉ? Thuyết trình cho các bác là xem, các bác là nghe một chút về cái chú bảo là để cái móng để khóa, để sắt để khóa tường ấy, thì là sẽ để như thế nào chú? Cứ để hai thanh sắt chạy ở đây, xong rồi có hai thanh sắt lại khóa lên trên. Như khóa sắt như thế này là không bao giờ lở được. Trọng giá hơi tối thôi anh Phòng ơi. Ôi rồi anh Phòng tí nữa bị sập máy rồi. Con chào các ông các bà. Mình chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Cháu được xin được kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cho cháu Lực xin được gửi một lời chúc sức khỏe, may mắn, bình an dành tặng tới cho tất cả các bác cô chú anh chị, mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của hai ông cháu, cập nhật cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi. Và hiện tại thì là cháu Lực đang ghi hình ở chỗ chuồng trại mới của ông. Phía trước mặt các bác thì là ông bảo là làm chỗ này để mà làm cái chuồng lợn của bác ạ. Thế là hôm nay là Mạnh ở nhà là cùng ông làm gì? Chuồng lợn. Làm chuồng lợn à? Thế có con lợn chưa? Chưa. Chưa có con lợn á? Thế có hai con ở dưới sàn nhà kia, có phải con lợn không? Phải. Phải con lợn à? Thế có phải, thế đây có phải con lợn không? Có à? Thế con lợn đấy thì để, có để ở đây không? Để. À, có để ở đây à? Hôm nay Mạnh có đi học không buổi chiều ấy? Không. À, buổi chiều không đi học đúng không? Đi học nguyên buổi sáng rồi đúng không? Rồi, ấy à, thanh niên này làm dép bẩn rồi nhá. Có vẻ như là dép này là em ấy rất là thích đeo các bác ạ, thành ra là không bỏ một chút nào cả. Cái này thì để đeo đi học chứ nhá. Ôi thôi, có chắc là có con dín nhiều quá này các bác này. Thấy từ nãy đến giờ là cứ gái thôi. Nào, cho chú mượn mic cái nào. Mày đến hôm nay thì làm xong chưa không? Không. Vâng, à, ông có gửi một lời chào tới các bác nào? Chào các em các chị nhá. À, cho đeo cho ông một cái. Hôm nay thì công việc của hai ông cháu là làm cái gì không? Làm chuồng lợn đúng không? Ồ, thế là làm chuồng lợn à? Này là làm lúc này hôm nay là xong rồi chưa ông? Cây ở dưới này, cây dài này không có. À, thế là cái cây để dài cho nó ngủ là chưa có à? Ừ, thế còn thiếu một tí. À, thế là phần bên ngoài là làm xong hết rồi đúng không? Ừ, cái cửa đấy không có. Rồi, hỏi thanh niên này thì là leo trèo rất là ghê của bác ạ. Tầm tuổi Mạnh thì là đang tuổi chơi. Thế là làm xong là cho Mạnh ở đây nhá. Đây có phải nhà của Mạnh không? Hả? Nhà của con gì? Nhà của con lợn à? Buổi tối cho Mạnh ngủ ở đây này nhá. Không ngủ à? Ngủ với con lợn đây này. Có ngủ không? Hay là buổi tối ngủ với ông rồi? Ngủ với ông này à? Đừng có trèo cao quá một tí nữa ngã. Đi xuống đi. Xuống đi. Lại ra, chú bế xuống nào. Đừng là đi xuống đi, đừng có trèo cao quá. Này là chắc là độ thiếu tầm độ hai mấy cây nữa không nhỉ? Chắc không không? Ôi rồi. Có vẻ như là hôm qua thì ông chồng của bác thì có vẻ khá là lung lay. Hôm nay cháu Lực là lung là không thấy là cử động gì luôn này. Thế là cái cửa nó là từ đây đi hả ông? Vâng. Này chắc là làm cho Mạnh thôi nhỉ? Có ở không? Thì đóng đinh rồi nó không chặt được. Thì nó không lấy nhiều lần. Vâng. Chỗ đấy là thiếu mấy cây nữa không? Ông thử đo cho nào. Hết cây rồi không? Cây rồi, thiếu hai cây đấy. Vâng. Đấy, đi ra nào để ông đóng nào. Mạnh là chắc là cả ngày thì có loanh quanh luồn quẩn là ở đây với ông thôi các bác. Nào Mạnh ơi. Mạnh. Đi xuống. Cái đầu nhá. Đấy, tí là đầu vớ đấy. Mày có cùng chú ra nhà mới không? Chặt cây này. Lấy cái mic của ông ra đây một tí xong là cùng chú ra nhà mới. Nghe không ạ? Đấy. Cẩn thận nhá. Đi, cùng chú ra nhà mới. Đấy. Rồi, chú xin, có đi sang kia không? Đi.
bác kia xem nhà mới đi, xem nhà mới là hôm nay là mấy anh em thợ là làm mà tới đâu rồi. Mấy cái tấm ván này không được hả ông? Mấy cái tấm ván này không được à? À. Lại ra phía bên này thì là các bác nhìn thấy là hiện tại rằng là có vẻ như là cao là bằng nhau với cô bác ạ bây giờ ấy. Wow. À, buổi sáng này thì cháu Lực có, cháu Lực không xuống được cô bác. Đến buổi chiều nay thì cháu Lực mới xuống được. Nhưng có vẻ như là bây giờ cắt lại hết rồi cô bác. Chắc là qua hôm nay là ngày mai lại tiếp tục là bục sung cắt. Lại trộn thêm một bao hả chị? Trộn nửa thôi tí rồi. Bây giờ hiện tại thì cũng gần là 5-6 giờ, 5-6 giờ rồi cô bác. Ôi bên này sắp tràn rồi. Đi nào, đi thăm nhà mới nào. Đấy, ở bên này thì cháu Lực nhìn thấy là cái phần sang cửa của bác, các anh cũng đã đổ là khá là dày của bác. Đây thì đâu đó là cái khay sang cửa tầm bao nhiêu phân hả chú Toán? Cây sang cửa là 15 phân của bác nhé. Tí là gạch rơi vào đầu mạnh nhá. Đấy, ở đây thì không chỉ là những cái trên cái khung cửa sổ các bác nhá, và những cái bên cửa phụ thì xung xé đều là có hết các bác nhá, không có chỗ nào là không có cả. Và ở phía trong này thì là còn có thêm cả sắt các bác nhá, và là mỗi cây sang cửa thì sẽ gồm là hai thanh sắt. Mày là ở đây nhá. Nhá. Thử xem nào, chú anh Phòng làm cái cây sang cửa này liệu là có thẳng không? Ai là làm mà đúng như thợ đấy anh Phòng nhỉ? Đấy, ông khá là thẳng của bác nhá. Thì đặt cái này lên thì là đã biết là cái độ thẳng của nó là thẳng hay không thẳng rồi. Thì các bác nhìn thấy là cái hạt này nó nằm ở dưới dứa này. Nay là ngày mai là bỏ sắt vào được chú vào phải không chú? Nay là ngày mai bỏ sắt vào đúng không? Vâng. Đấy, nhìn là thì rất là rộng của bác nhá. Đấy, cháu Lực rất là mong là sau khi mà hoàn thiện là ngôi nhà của hai ông cháu thì rất là mong là các bác sẽ lên ghé vào thăm. Ôi anh Phòng nhỉ, quên nói chuyện với anh rồi. Năm rồi đúng không? Chào khỏe chưa anh? Chào các ông bà, chào cô chú anh chị. Khỏe chưa anh? Hôm nay vẫn ổn mà. Vẫn ổn à? Đây công việc của mấy anh em đội thợ là hôm nay là xây được tường là bao cao bao nhiêu mét rồi? Hôm nay lên 30 phân là thu hồi. À, lên 30 phân là thu hồi đúng không? Cái vứa này là anh Phòng là vét lại những cái lúc mà xây của bác ấy, là nó bị rớt xuống ấy, là vét lại. Đấy. Bây giờ Mạnh thì vẫn còn ở đây đợi này. Dạ. Không mồ hôi cả anh. Thì lấy cát gì có vẻ như là không gần mấy anh nhỉ. Có vẻ như là bên này là mấy anh em thợ là tháo hết giàn giáo ra rồi. Đi khó khăn hơn một chút. Nào đi ra bên kia Mạnh. Rồi. À, bên này là phòng ngủ. Đấy, cháu Lực cũng đã nói rồi các bác nhé, ở đây thì tất cả những cái viên gạch mà bị vỡ làm đôi này thì sau này sẽ tận dụng lại để mà làm ở cái phần
cái phần là thu hồi. Sau này thì đến phần thu hồi thì sẽ có, sẽ dùng đến rất là nhiều gạch, nó bị vỡ như này này thì mình không cần phải cắt nữa. Mạnh là ở đây nhá, không đi vào cho Mạnh nhá. Mạnh là cứ đòi đuổi đuổi theo thôi. Bây giờ phía bên này thì là chú Toán đang hoàn thiện thêm là cái phòng ngủ này các bác này. Này thì là bây giờ tầm độ là bao nhiêu phân nữa thì là mình thu hồi được chú Toán? 30 phân nữa. 30 phân à? Thế là bây giờ đến lúc mà mình để sắt vào cho chú. Để sắt xong mới xay lên. Để sắt xong mới lại xay lên đúng không? Vâng. Thế là ngày mai lại bổ sung sắt ở đây nhỉ? Vâng. Đây ở đây thì là hôm trước cháu được nói các bác thì có thể là một số các bác là sẽ không có hiểu cho lắm đấy các bác. Thì bây giờ là sẽ để chú Toán là chú ấy sẽ thuyết trình cho các bác là biết về về cái để sắt để khóa bóng tường là như thế nào. Thì, bây giờ chú có thể là thuyết trình cho các bác là xem các bác là nghe một chút về cái chú bảo là để cái móng để khóa để sắt để khóa tường ấy thì là sẽ để như thế nào chú? Cứ để hai thanh sắt chạy ở đây, xong rồi có hai thanh sắt lại khóa lên trên. Chạy xung canh tất cả hết. Thế là thì xung... nó sở nó sau này nó bị bị nứt từ đây ấy. Nếu mà cái chỗ đất kia nó lún một tí thì nếu mà nó nứt nó chỉ một vét bê tí thì nó không bao giờ lở được đi. Bởi vì nó khóa hết rồi. Như thế này là bể nước ấy. Thế này là bây giờ là những cái viên gạch này là đi tới đâu là sẽ gồm có sắt là chạy lên trên. Là một là hai thanh đúng không chú? Hai thanh. Vâng. Cả cái tường này vào trong cũng khó hết. Vâng. Cả tường này là có hết đúng không? Vâng. Là gọi là như các tường là khóa vào nhau hết. Vâng. Vậy ở đây thì là thưa bác nhá, cái phần là móng nó tới đâu là sẽ lên tường này là sẽ gồm có sắt thêm một đợt nữa là đợt thứ hai nữa. Đây cũng như là như kiểu là mình đổ từng ấy chú nhỉ, phải không? Vâng. Cái này mình khóa trên thì mới không nở ra bởi vì mình không làm cuột đấy. Vâng. Thường họ đi đâu làm thì nhà cái bố thì ai cũng làm thế nhiều. Vâng. Nhưng mà họ không cho thì cũng là do nếu mà người nó cho mình làm ấy nó không biết thì nó không khóa thì sau này nó không chắc, còn mình biết thì mình bảo gia đình nó hoặc là thí dụ như mình làm chỗ khác ấy thì mình hỏi gia đình nếu mà nó hỗ trợ được có sắt chạy như thế thì nó tốt hơn. Nếu mà nó gia đình nó nếu mà nó bảo là không có kinh phí để mua thì mình cũng chịu thì mình cũng phải xây như thế thì mình cũng không đảm bảo, nếu mà như khóa sắt như thế này là không bao giờ lở được. Vâng. Nhưng mà thường chú thì đi làm nhà cấp 4 thì nhiều đúng không? Vâng. Nhưng mà chú nhà cấp 4 nhà người ta có thường là khóa sắt như thế là nhiều không chú? Vâng. Chú đi làm đây thì con chỉ có khóa sắt đấy. Vâng. Đấy, ở đây thì là nhà cấp 4 thì hầu như là chú cũng Toán cũng thì cũng đều là chia sẻ rồi là không có đổ cột cả các bác ạ. Đấy, nhưng mà thay vì là không đổ cột thì khi mà lên ấy, khi mà lên tường ấy, thì sẽ dùng sắt để mà khóa lại thêm là một lần nữa để cho nó chắc các bác ạ. Cái phần này thì sau khi mà cháu Lực vào làm nhà ấy, thì cũng trao đổi với lại mấy anh em đội thợ thì là mấy anh em đội thợ cũng có nói và chia sẻ với cháu Lực là cái điều này thì cháu Lực là mới biết thôi các bác ạ. Trước thì chú làm từ dưới lên thì nó ở dưới này chú cũng khóa các góc. Vâng. Một lượt sắt chỉ khóa bốn góc, ở trên này thì khóa cả màng hết. Vâng. Vâng. Tức là ở dưới phần này một nửa là nó sẽ gồm là có sắt để mình khóa. Câu lại đúng không chú? Vâng. Câu các góc hết. Vâng. Đây ở đây thì là sẽ như là có góc ở dưới thì câu mỗi góc, còn là bây giờ ở trên này thì câu tất cả hết. Câu tất cả hết. Vâng. Thì mới vâng. Chắc. Bởi vì mình không đổ cột mình phải khóa. Vâng. Như nếu mà như cũng có một số khán giả nói rằng là tại sao nhà gì lại không có cột đấy các bác thì xin thưa với các bác thì cái này thì thứ nhất là cái phần là kinh phí của nó không đủ và thứ hai thì là cháu Lực cũng đã tham khảo là rất là nhiều những cái mẫu nhà cấp 4 rồi thì hầu như là mẫu nhà cấp 4 nào cũng không có sắt cả, thậm chí là có canh làm là còn không có làm là cái bằng móng sắt đâu. Ở đây thì cháu Lực là cái đấy thì cháu Lực không chê bai. Đó là một cái hoàn cảnh, nó sẽ là một cái duyên đối với lại Mạnh Thường Quân. Nếu mà như có các bác Mạnh Thường Quân là đồng hành cùng nhiều thì chắc chắn là ngôi nhà thì mình sẽ nó sẽ được là gọi là nhiều sắt hơn. Nhưng mà không phải là ít sắt thì là không chắc chắn đâu các bác nhé.
hỏi ở những cái video trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ là cho các bác là biết rồi. Và cái về cái kinh phí làm nhà của hai con cháu đấy thì hiện tại là còn thiếu rất là nhiều, thì cháu Lực rất là mong là sẽ được sự trợ duyên của các bác dành tặng tới cho hai con cháu. Đấy, nhưng mà cháu Lực cũng đã chia sẻ lên là nhiều video rồi các bác, thì lần này sẽ là lần cuối cùng nữa để cháu Lực chia sẻ là cái điều này. Nếu như cái kinh phí không đủ ấy thì có thể là hoàn thiện được cái phần thô thôi, cái phần thô và lợp mái thôi. Còn là về những cái phần chắt hay là cái phần sân này các bác này, thì cái đấy thì sẽ để mà hoàn thiện sau. Đấy, còn về phần cả cửa sổ nữa. Đấy, cũng có một số bác nói rằng là nhà thì là kiên cố rồi, nhưng mà phần sân thì là hơi hẹp chút rồi các bác. Thì nếu như các bác phải đến tận nơi thì từ đây đến xuống cái chỗ ông thì ít nhất đâu đó là phải nằm tự độ là 3m dưới đến 4m. Hôm nay mà sau này ông mà kè đằng sau ông ấy thì là sân thì đúng tha hồ nhảy nữa không nhỉ? Cái sân thì mình cũng chỉ làm đến tầm độ là 3-4m thôi. Làm rộng quá thì cũng chạy nhảy là cũng chảo hết đâu. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là sân rộng thì nó sẽ thích hơn, để sau này mình phơi đồ phơi đạc thì nó sẽ rộng rãi hơn. Ôi ôi anh Phong ơi, ôi ôi anh Phong tí rồi bị sập máy rồi. Cửa sổ thì là mỗi phòng là chỉ có một cái cửa sổ thôi các bác. Cái phòng đầu tiên thì sẽ là cái cửa sổ mà ở dưới chân là chủ toán. Còn cái phòng bên này thì sẽ là ở phần hông các bác nhé. Và phần hông bên này thì đến lúc mà khi mà người ta đi qua đấy thì mình nhìn thấy cửa sổ là có thể là nhìn thấy người ta đi lại luôn. Còn ở dưới phần này thì là nếu mà như người ta là đi xuống dưới thì có thể là nhìn thấy luôn. Cái ngôi nhà của hai ông cháu thì chỉ có là 1 này, 2 này là 3 cái cửa sổ thôi các bác. Đấy, không có làm thêm là làm thêm nhiều cửa sổ nữa. Vứa mau. Ôi chú lại hết vứa rồi nhỉ. Còn là về ông sò thì cái món thuốc lào của ông thì ông không có bỏ được các bác ạ. Biết hút thuốc từ độ là năm 17 tuổi rồi. Tầm tuổi đến bây giờ mà bỏ thuốc lá thì chắc là có khi là bỏ khó đấy chú nhỉ. Vâng, nhưng mà ông thì là thuốc nào thì hút nhưng mà thuốc lá thì lại không hút. Cái kiểu nó hút thuốc quen đúng không chú? Nó phải quen cái kiểu nó hút thuốc thuốc lào này, bởi vì là hút nó con nước một lần là nó lọc đi một lần là đấy. Nó đỡ hơn là cái thuốc lá kia một chút đúng không? Vâng. Nhưng mà ngày xưa các cụ nó hút thuốc khử nó còn là còn đỡ hơn. Vâng. Đấy, đi xuống ruộng thì thấy là hai ông cháu là không biết là đi xuống ấy để làm gì đâu má. Tức là giờ này thì cũng chỉ đi cắt cỏ thôi. Còn Mạnh thì không biết là đào con gì. Đào con gì đây Mạnh? Hả? À? Con gì đây? Xem nào, con gì đây? Ấy à, không biết đào là con này con gì nào, cho chú xem nào. Ôi ơi, không biết là con này con gì đây các bác này, không sợ nó kẹp à? Không. Tí nó cắn cho nhá. Có sợ không? Không. Cái đôi dép của Mạnh đi thì phải nói là đi những cái chỗ này thì rất là chắc chắn các bác ạ. Ông ấy chắc là đang đi cắt cỏ. Đi tận đâu cắt cỏ đấy ông? À, ra tận kia à? Thì thử là cùng ông đi. Cùng ông đi cắt cỏ thôi nào. Mạnh thì là bé bé tí thôi nhưng mà chạy nhảy rất là nhanh các bác ạ. Còn không đuổi kịp luôn đấy. Đó là những cái thửa ruộng nhà ông thì bị sạt rất là nhiều. Hôm nay thì nó thuộc dạng là cái đất bùn đấy các bác, cho nên là nó bị lún
nó bị lún rất là nhanh, bị lở đấy. Mày thì không biết là chạy đi thật đâu rồi. Ô, không biết là cái này trên vùng cao thì hay thường thường là nếu mà trồng ngô, trồng lạc này các bác này thì làm cái này để mà đuổi con chim, con gà nữa. Không biết là chim gà thì có sợ không. Ô, đây thì có vẻ như nhà của Quyết là trồng rất là nhiều ngô, rất là nhiều nhiều lạc các bác ở đây ấy. Mạnh thì ra đến tận đây này, leo rất là nhanh. Ồ, chỗ này thì cũng bị sạt rồi. Ui xời. Những con đường này nếu mà không có đi giày với lại đi những cái đôi dép này thì phải nói là rất là trơn quá. Đi dép ấy thích nhờ. Nhờ. Có chắc chân không? Hả? Thật nhá. Nhưng mà mỗi tội là thanh niên này làm hơi bẩn một chút. Tí về thì rửa nó đi nhá. Rồi rửa nó đi xong là cất mai lại tiếp tục đi học nhá. Rồi vừa rồi thì không biết là bắt được con gì đây. Ông ơi. Ông ơi, gọi ông. Đây là cỏ nhá ông à. Của nhà chú á. Nhưng mà cho không? Ừ, áo ông thì thế này thì có vẻ như bị rách rồi không? Rách rồi. Châu nó bé ra, cỏ này già lắm rồi nó. Ôi, cái cỏ này thì nó già rồi ấy. Vâng. Châu không ăn kịp được không nhỉ? Vâng. Châu nó bé nó không ăn kịp ấy. À vâng. Không biết là Mạnh đi đâu rồi. Mạnh ơi. Mạnh nè. Lại đây, lại đây. Cái cỏ voi này có cho cát không không? Này nó không cho. À không cho à, thế mình chỉ được cắt cỏ này thôi à? Vâng. À. Một tí nữa Mạnh là có bác cỏ đi về không? Không. Không á? Thì cái cây nữa. Cái cây à. Mà không được gì sợ cơ. Đi tránh tránh ông một tí nào để ông cắt cỏ nào. Thăm nước này, dưới này. Ôi nước dưới kia nhiều đấy nhỉ ông nhỉ? Nhiều đấy. Nước suối mùa này thì phải nói là chảy rất là to của bác ạ. Đây là Mạnh nhìn thấy là sợ rồi đấy. Mày có sợ nước suối kia không? Sợ à? Sợ thì đừng có đi ra đấy nhá. Chỉ là trôi đi là không tìm thấy thôi ấy. Mình không dám đi được. Thì là đôi lúc là mình nói là vừa phải dọa một chút cô bác là thì mới sợ được. Chứ không mình không dọa là rất là hay là mò đi xuống suối này. Mùa này thì đang là mùa nắng nóng nữa. Rất là nhiều những cái trường hợp mà trẻ con đi ra ngoài suối là bị chết đuối ở suối rồi. Không biết là bắt được con gì này. Có ăn được không? Con này ăn được à? Có dám ăn sống không? Không dám hả? Con này thì không biết là ra cho chú xem nào. Không biết là dưới xuôi các bác là gọi con này như thế nào không các bác này. Con này là ăn được à ông? À. Con này ăn được à? Ăn được luôn rồi. Con này có hai cái càng này bới rất là khỏe của bác này. Đấy. Nào, con cứ giảm này. Bới bự dùng ấy. Không biết là đào được ở ruộng hay sao ấy. Mùa này đi vào trong nương này cắt cỏ này của bác này thì cũng rất là nguy hiểm. Có con ong lại rất là to, to bằng cái đầu ngón tay của cái út ấy. Loại đấy đốt thì đúng là rất là thốn các bác ạ. Những cái công việc mà ông ăn làm như này các bác này đối với cháu Lực thì là không hề xa lạ gì nữa. Tuổi thơ của cháu Lực thì là trải qua là những công việc này ngồi ngọt của mấy sớ của ông này. Đấy, do ấy cũng may mắn là một phần là may mắn là đối với bản thân của cháu Lực là đi học xong là cũng có đi theo là người khác để mà làm những cái công việc như này các bác. Thiện nguyện này thì cũng may mắn là sau khi mà cháu được mở kênh thì cũng được là các bác Mạnh Thường Quân là đồng hành cùng thì cháu được mới đến mới gọi là mới có được cái thành quả như vậy rồi các bác. 12 gần 13 ngàn các bác
là ủng hộ rồi, thì là cháu Lực là xin cả các bác mỗi người là cho cháu Lực là một nút chia sẻ thôi, để cho kênh của cháu Lực là ngày một phát triển là nhiều hơn, để đi chia sẻ được thêm là nhiều những hoàn cảnh mà còn là khó khăn, và như hoàn cảnh của hai ông cháu nữa, có thể là có những hoàn cảnh là còn là khổ hơn cả hai ông cháu nữa các bác. Ông đấy là nhà là ngày một dần là hoàn thiện, ông có thấy vui không? Có vui. Sắp không được ngủ ở lán rồi ông nhờ? Vâng. Đấy, những cái ngày tháng qua thì sắp là hết rồi. Đấy, bây giờ thì đang còn mấy ngày nữa thôi. Đấy, hưởng thụ thêm mấy ngày nữa. Vâng. Không biết là ăn quả gì đây? Có ổi á? Đấy nhờ, răng sâu nhưng mà ăn rất là khỏe đấy nhờ. Không biết là hái đâu về ấy? Ai bên kia à? Cậu ấy non thì rất là chắc cô bác ạ. Ở những cái ngày tháng mà hai ông cháu mưa còn tới đầu này, gió là còn thổi là đến lúc mà ngủ nữa, đến cái thời điểm mà mùa đông, những cái mùa đông mà chưa gặp cháu Lực cô bác, chăn còn không có để mà đắp để mà đủ ấm nước, đến có lẽ là mùa đông năm nay là ông là ngủ là ngon giấc rồi. Mùa đông năm nay thì chắc là hai ông cháu là ngủ không khéo là quên giờ đi làm đấy ông nhỉ? Vâng. Liệu ông quên không? Ấm quá ấy, ngủ trong phòng ấm quá. Có mày bảy giờ mới thức vậy. Ông có từng nghĩ là hai ông cháu có ngôi nhà xây như thế không? Ông có từng nghĩ là hai ông cháu có cái ngôi nhà xây như vậy không? Không nhớ, không nghĩ đến thế đâu. Không nghĩ đến như vậy nhỉ ông nhỉ? Cũng là thưa với các bác nữa rằng là ở cái khu bản của ông ấy các bác nhé, chưa có một cái ngôi nhà nào mà ngôi nhà xây cả. Cho nên là những cái điều đấy là nó chỉ là nằm ở cái tầm ngoài sức tưởng tượng của ông thôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đã là cháu Lực đã giúp đỡ hai ông cháu là làm được cái điều đấy. Cho nó ăn nhờ, nó ăn không? Ăn á? Có mà ăn. Nhà tôi bao nhiêu đấy? Tí là mạnh phải bác cỏ đi về nhá. Bác một bó nhá. Ấy, trời ơi. Dưới đây là cái sắn của nhà ai đây ông? Nhà bác Kiết đây. À, nhà Quyết à? Rồi, những cái ngày tháng mà ăn sắn ăn ngô này, nó phải nói là như là một cái giấc mơ đối với lại hai ông cháu. Đến thời điểm hiện tại các bác ạ, không tự dưng là hai ông cháu lại có ngôi nhà như vậy đâu. Thứ nhất là các bác là yêu quý cháu Mạnh với lại là ông. Hay ở đây thì là các bác cũng nghĩ cho là một cái thế hệ tương lai về sau, để cho Mạnh là không phải là dừng chân tại chỗ, để cho Mạnh không phải là bỏ học giữa chừng. Đấy, như hai ông cháu nếu mà như không có duyên với các bác ấy, thêm ở cái căn nhà này thêm độ tầm là năm hay là lúc đấy là Mạnh học lớp 8 hay lớp 9 thôi, có thể là khi mà Mạnh là bỏ học giữa chừng đúng không các bác, vì rằng là đến lúc đấy là Mạnh là thấy rằng là ông là ở nhà là quá vất vả rồi, cho nên là không có còn muốn đi học nữa. Đấy, như cháu Lực là gặp là hai ông cháu là từ sớm, như Mạnh chẳng hạn các bác, thì cháu Lực sẽ cố gắng để mà cho Mạnh là học đến nơi đến chốn các bác. Không học đến lớp 12 nhưng mà sẽ chắc chắn là sẽ học đến lớp 9. Đấy, nhà ở thì có là kiên cố rồi. Nếu như sau này mà hoàn thiện là nhà nữa mà lại có duyên với các bác nữa, giúp đỡ là cái phần là gia súc gia cầm đi chẳng hạn, thì là ông chỉ là việc ở nhà là chỉ có gọi là đi làm và đi làm thôi. Nó gọi là ở nhà của ông thì cũng công việc là cũng có, là để cho mình làm là có đồng ra vào rồi,
ví dụ như nuôi được tầm là 10 con gà đi chẳng hạn, 2-3 tháng đầu là chưa có trứng, nhưng tầm 2-3 tháng sau thì tháng nào cũng nhận được một lâu đó là mỗi ngày là 10 quả trứng rồi. Thì đấy là cái phần là cái gọi là cái kinh tế đối với lại là ông. Còn ở dưới này thì là ông với lại là hai ông cháu đi chăn gà là thoải mái rồi. Gần đây thì là hầu như là chỉ có mỗi ruộng là của ông cháu ra nhiều thôi. Bây giờ thì cháu được xé dừng cái hình lại để mà phụ ông là cắt cỏ một chút nữa. Thì mấy ông cháu sẽ di chuyển là đi về nhà và tiếp tục là xem mấy em thợ là làm như thế nào rồi. Sau một cái thời gian thì là cùng với lại ông cũng đã cắt xong cỏ rồi các bác. Ông có lấy dây về buộc không ông? Lấy cỏ lên buộc rồi. Ở đây thì là cái công việc mà hàng ngày của ông rồi, có lực là chia sẻ lên thì các bác là tôi không có lạ lắm gì về cái công việc của hai ông cháu nữa. Như những hoàn cảnh ấy, thì là gọi là hoàn những hoàn cảnh nào mà đi làm những cái gì thì tôi được là chia sẻ là lên thế đấy được các bác. Ôi, này là hôm nay đeo túi không? Vâng. À, để xem nào, để xem túi nào. Ừ. Đeo đi chứ. Đây là để điện thoại à? Điện thoại. À, thế là ông là đeo túi để điện thoại đấy nhờ? Vâng. Ở trong này thì là ông cất bánh kẹo à? Cho xem một tí nhá. Bánh kẹo. À, bánh này để cho mạnh à ông? Vâng. À, thế là ông khóa lại đi, tí là rơi á. Ừ. Có cái túi này đi lên rừng, lên núi thì đựng đồ thoải mái ông nhờ? Vâng. Nó không đựng đồ nhiều nhưng mà nó giúp cho mình là chắc chắn. Ừ. Một bó cỏ đó là tầm độ là 15 cân thôi á. Nó nhìn nó hơi to thôi nhưng mà là cực kỳ là nhẹ. Nhật quyết thì có vẻ kia là thửa này là trồng đậu tương các bác này. Thật là khá là bé. Như nào đây ông? Đường này. Mạnh thì có vẻ như là thanh niên này là gọi là đi là không có nhìn đâu các bác. Có những cây thì cháu được nhìn thấy là Mạnh đã giấm là ngã ngựa rồi. Đây lên phía trên này thì mấy anh em thợ là vẫn còn chưa có nghỉ các bác nhá. May thì là mấy em thợ là chắc là nghỉ hơn, nghỉ muộn hơn. Hiện tại thì là 6:30 rồi. Đây vẫn còn miệt mài là làm nốt cái phần vứa nữa. Cái này là buổi tối là nhìn thấy là cũng sợ đấy ông nhỉ? Thấy trắng góp. Đây là trắng xóa này. Buổi tối thì kết hợp với lại mùa này là đôi khi là có ánh trăng đấy các bác, nó chiếu vào thì nhìn trông rất là ghê. Xong là kết hợp thêm với lại là thêm một tí gió nữa thì đúng là nhìn là trẻ con nhìn đấy thì tầm Mạnh nhìn là run người luôn đấy. Anh em thợ thì chắc là cũng là chuẩn bị đang nghỉ sao rồi các bác ạ. Ông ngựa này ông để kéo nước hay sao ấy nhỉ ông nhỉ? Kéo nước kia đi. Vâng. Ông nó chiêu về đi nhờ. Vâng. Ôi ôi ôi, bần, Việt Nam nào. Ô, chỗ này thì là sau này là ông phải làm mà trồng cho chỗ khác đấy ông ạ. Ừ. Chứ để đây nhiều là sau này ông không lấy được phân để mà đi để vào trong ruộng nữa đâu. Nhà này xong. Phân nhà xong làm. À. Ở nhà xong thì cố gắng kiếm một cây cố ông nhỉ. Vâng. Phân thì biết nào ạ. À, nhìn trâu của ông thì phải nói là khá là ghê các bác ạ, sợ ấy. Nhưng mà ông thì đối với lại Châu thì giống như là một người bạn thôi, một người tri kỷ thôi. Cho nên là không hề hề hấn gì cả.
Đây ra phía này thì mấy anh em thợ là chắc là cũng ở đâu đó là chuẩn bị là nghỉ rồi các bác ạ. Đây đang thấy là dọn dẹp đồ rồi. Thưa các bác, hiện tại thì là mấy anh em thợ là hoàn thiện được là ở đâu đó là cái phần thô là nếu mà để mà chia thành làm 3 phần thì hiện tại đã hoàn thiện là 2 phần rồi. Còn là 1 phần còn lại thì là sẽ chuẩn bị là thu hồi nóc nữa. Ở đây thì là xây thêm 3 hàng gạch nữa thì sẽ thu hồi nóc của bác nhé. Và đến cái bước này thì là sẽ chuẩn bị là để thêm một cái lớp thêm một cái lớp sắt nữa rồi. Vừa rồi thì đầu video thì chú Toán cũng đã chia sẻ cho các bác là biết là sắt là sẽ chạy như nào đó các bác. Thì có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Cháu Lực sẽ tiếp tục là cập nhật cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi. Thì hiện tại thì cái phần kinh phí là vẫn còn đang thiếu rất là nhiều. Và cháu Lực rất là mong là sẽ được sự trợ duyên với lại đồng hành của các bác cùng với cháu Lực để mà giúp đỡ cho hai ông cháu của bác nhé. Đây Mạnh thì vừa rồi là chạy đi về xem là mấy anh em thợ là làm ở trước này. Đây bây giờ thì gửi lời chào tạm biệt tới các bà nhá. À đang ăn mía rồi. Các em, các chị nha. Vậy cháu Lực cũng xin được là hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy và đến thứ hai những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.